Theo quyết định của Liên bộ Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ chiều nay, giá mỗi lít xăng giảm từ 10 đồng cho đến 20 đồng. Riêng các mặt hàng dầu tăng từ 70 đồng cho đến 300 đồng một lít ký tùy loại. Theo đó, sau điều chỉnh từ 15 giờ chiều nay, giá xăng RON 95 là 23.540 đồng một lít, giảm 10 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá 22.490 đồng một lít, giảm 20 đồng một lít. Dầu diesel có giá 20.540 đồng một lít, tăng 70 đồng một lít. Dầu hỏa giá 20.600 đồng một lít, tăng 100 đồng một lít. Dầu mazut có giá 16.430 đồng một ký, tăng 300 đồng một ký. Tại kỳ điều hành lần này, Liên bộ Công Thương Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng từ quỹ này, trừ dầu mazut sẽ có mức trích lập vào quỹ bình ổn xăng dầu là 300 đồng một ký.